Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm của hãng DRAMINSKI, model là HMM. Sau đây mình xin giới thiệu về các cái thành phần của máy. Trong hộp máy thì chúng ta thấy là có một cái thân máy chính, có màn hình hiển thị LCD và các nút điều khiển. Pin thì sẽ lắp ở dưới này. Đây là sensor của máy, đầu kết nối với máy chính. Sensor đo ở trên này. Ngoài ra thì có sách hướng dẫn sử dụng và catalog kèm theo. Sau đây thì mình xin hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm HMM của DRAMINSKI. Trên thân máy chính các bạn có thể nhìn thấy là có màn hình hiển thị LCD để hiển thị các thông số mà cần đo. Các nút điều khiển thì gồm có nút on off để khởi động máy, nút TM để chuyển chế độ đo độ ẩm, nhiệt độ, nút bộ nhớ và các nút lấy giá trị max, lấy giá trị max, min, giá trị min và nút lấy giá trị trung bình giữa các lần đo. Máy DRAMINSKI model HMM thì có thể đo độ ẩm từ 10 đến 80%, nhiệt độ từ 10 đến 100 độ C. Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn là cách đo nhiệt độ độ ẩm của cỏ khô, rơm rạ. Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn là cách sử dụng thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm cỏ khô DRAMINSKI HMM. Trước hết để đo được thì các bạn sẽ nối cái rắc nối của sensor vào thân máy chính. Ok. Sau đó thì chúng ta khởi động máy, ấn nút on. Khi máy đã khởi động rồi thì chúng ta sẽ tháo đầu nắp của sensor. Và đưa vào mẫu chúng ta cần đo. Ở đây là mình đã chuẩn bị rơm khô. Chú ý khi đưa vào thì chúng ta cho sensor ngập trong cái phần cho đầu sensor là ngập trong cái phần mẫu cần đo, và trên máy thì đã hiển thị cái nhiệt độ trên máy đã hiển thị là cái độ ẩm của rơm mình đã chuẩn bị ở đây là 17.1. Nếu mà các bạn muốn hiển thị về cái phần nhiệt độ thì chúng ta sẽ ấn nút TM. Máy sẽ tự động chuyển về hiển thị nhiệt độ là 28 độ C. Để ghi nhớ cái chỉ số đo lần nhất thì chúng ta ấn chữ M, nút màu xanh. Lần đo thứ nhất là 16.5. Tiếp đến mình đo ở vị trí khác. Ở đây có độ ẩm là 12.7. Chúng ta tiếp tục ghi nhớ. Lần thứ ba ở vị trí khác. Độ ẩm là 21.5. Ghi nhớ. Ok, sau khi đo 3 lần, để lấy giá trị lớn nhất chúng ta ấn nút max. Giá trị lớn nhất chúng ta đo được là 21.3. Giá trị nhỏ nhất là 12.7 và giá trị trung bình là 16.8. Sau khi đo xong thì các bạn ấn nút off để máy ngừng hoạt động. Trên đây thì mình đã giới thiệu với các bạn về cái model HMM, máy đo, thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm của hãng DRAMINSKI. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn có bất kỳ câu hỏi hay muốn đặt hàng sản phẩm này thì xin mời các bạn liên hệ với công ty cổ phần HMM Việt Nam. Xin cảm ơn.